Giời ơi, mã số 13, cụt đuôi, không cụt nắm, hung dữ lắm, rất là hung dữ luôn. Thông báo với các bác biết là cái con mã số này cực kỳ hung dữ luôn. Mã số 13 nhá. Đấy, lác đác cườm rồi. Anh các bác nha, móng không lỗi tật gì cả, nó đang bậu cái cầu bậu khá là cao nên ra là nó không ôm được hết móng. Đấy, chim thuần, cực kỳ thuần luôn. Đây các bác, dòng này là nuôi bón được rất là thuần luôn. Con này hung dữ cái đấy, mặt mũi đây đẹp dai chưa. Đấy, chiều nay em tách chắc cũng chỉ được khoảng 2 đến 3 con đực lẻ hay đây. Bới trong cái đống 15 đôi. Còn những con nào nó không rõ ràng lắm thì em cũng chỉ xin phép là bán với cái giá hợp lý thôi. Đó, con nào hay đẹp bán trước. Con này chân móng làm sao thế này. Đây. À, không sao không sao. Cầu nó to quá. Cầu nó to quá. Đây. Đó, móng nha, không có tật gì đây, móng này. Đấy, móng đây. Không vấn đề gì cả. Còn đấy, bộ cầu rất ok luôn. Không sao cả. Chuyển qua chuyển lại vô tư luôn. Đó, đấy, móng đấy. Anh em yên tâm là nó cũng quen người ngay mà, nó thuần đây, cầu bậu móng rất cân. Ôi giời ơi, mỏ dài vót, đầu đúng như mũi cày luôn đấy. Dòng này là dòng phấn hồng nha, dòng phấn hồng không nai tạp gì cả. Đó. Con này là lông đuôi nó cũng hơi ngắn. Đó. Nhưng không sao, nó ngắn thì là ngắn, thì nó chẳng qua là em nuôi nó thuần quá nên là nó mới gọn, nó mới xòe lông đuôi thế, chứ nếu mà nó vót lông đuôi thì nó là con chim nhát. Anh các bác nên nhớ là như vậy, lông mà mượt, lông đuôi mà dài là đấy là chim nhát, chim thuần không bao giờ giữ được lông đuôi nếu mà mới nuôi nuôi lên. Đấy, các bác nhé, đây thuần hay không thì các bác biết là sờ cho bậu cầu thoải mái. Đấy, không có gì phải ngại một tình huống nào cả. Đấy, đây đứng cầu thoải mái luôn. Đấy, đây đứng, chim nó phải thuần. Nói chung là kể cả mình có tắt điện hay là mình có làm cái gì thì bản thân con chim là nó phải thuần, nói gì thì nói nó phải thuần. Đấy, thuần hay không thì các bác cảm nhận thực tế. Đấy. Đấy, muốn bay lắm rồi nhưng mà chưa nhìn thấy chỗ bay. Đấy các bác nhá, chân này, móng này. Đấy, đầu trái chám phê chưa. Đây lại sang cầu, cho nó sang cầu. Đấy, nó sang cầu thì nó lại bậu rất tự nhiên. Đấy, bản thân con chim nó là như vậy. Đấy, đây. Quay ngang con chim là để các bác biết là con chim nó đạt như thế nào. Đấy. Úi dồi ôi, mã số 13 này đó, mã số 13 này em để nhá, em để giá là 1 triệu bao ship các bác nhá. Đây là con đực thứ hai, con đực thứ ba của tối hôm nay. Đấy, anh em nhìn kết luôn, bao cho anh em là thổ. Đấy, thổ đồng, con này đồng nhiều đấy, con này đồng nhiều, dòng này đồng nhiều, tại vì cái em nhìn cái cườm em biết tông nhà em chim như nào em biết. Nó đây 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 anh em nhìn nói quấy quấy 1 triệu. Con này thì con này là nó này chúng ra nó đẹp hơn thì con 12 một tí các bác nhé. Con này khẳng định luôn nó đẹp hơn con 12 một tí, nhưng mà thôi, bác nào chốt trước thì vẫn cứ chốt, bác nào chốt sau vẫn cứ là người đến sau. Đó. Em lên video là công khai giá cả, công khai ngày tháng, công khai. Tất nhiên là em sẽ bảo hành chim đực, tất cả những con chim đực lẻ em bảo hành cho các bác.
Bởi vì nhà em thực tế chim cái là còn 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 phải thiếu, tại vì là khi mà một con mái em ghép đẻ là thường 2 năm là em phải thải.